Xin chào tất cả các bạn, tôi là Đại Yolo và hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục chuyến hành trình với Pokemon Vault Wide Randomizer C-Nurslaw. Như các bạn cũng đã biết thì ở video trước chúng ta vừa mới hoàn thành xong cái khu vực Twist Mountain, một cái vùng núi rất là rộng lớn. Và cũng trong video này thì hai con Pokemon của mình là RKO và Z đã phải chết thêm một lần nữa, mà không có biết tại sao chứ hai con này có vẻ gặp nhiều chuyện xui quá hả, cứ chết liên miên như vậy đó. Và dần dà thì những cái đòn mạnh này cũng đi hết trơn và cũng khá là tệ. Dù sao thì bỏ qua chuyện đó một bên, ở trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ cùng thách đấu với huấn luyện viên trưởng của phòng thể thao Hệ Băng và cố gắng giành được huy hiệu thứ 7 trong cái chuyến hành trình này. Và do cái phần đang cày như các bạn cũng đã thấy thì trong đội hình của mình cũng đã có thêm một con Pokemon mới, đó là Charlie Concherizot. Con này thật sự rất là mạnh. Như các bạn thấy đây thì tính cách của nó là khiêm tốn, và điều này cũng đồng nghĩa là sức sát thương, quên sức tấn công vật lý của nó cũng sẽ giảm, và chỉ số sức tấn công phép thuật cũng sẽ được tăng lên. Rất là tuyệt vời. Và cái hệ thống đòn của nó cũng không phải là dở gì nữa. Nói chung có cả đòn Inferno ở đây, đòn này thì ngay cả con Jamie của mình là con Entei cũng không có nữa, cho nên rất là xịn. Mình thật sự là hơi may mắn khi mà bắt được con này. Thật ra trong cái hộp của mình còn có những con hệ lửa khác như là Bác Giới hay là Lumiere gì đó, nhưng mà mình cảm thấy là bắt được Charlie đây cũng rất là ý tưởng. Như sao thì cái khả năng của nó là Solar Power, sức mạnh mặt trời, và khi mà cái trời nắng ở Sunny Day, cái đòn Sunny Day được kích hoạt hoặc là theo một cách nào đó thì cái thời tiết trời nắng nó xảy ra, mình không biết là sao nữa, thì cái sức sát thương vật lý, quên sức sát thương phép thuật của con này sẽ được tăng lên, nhưng mà cái lượng máu của nó cũng sẽ giảm. Mình không có biết giảm đây là giảm từ từ hay là giảm nguyên cục luôn, nhưng mà bây giờ thì mình không có cái đòn đó cho nên không có thử được, cũng khá là tệ, nhưng mà chắc chắn là mình cũng sẽ xem qua trong tương lai. Dù sao thì hiện tại mình đang để cho con Pokemon này cầm cái Lucky Egg, nhưng mà chắc chắn là khi mà đến được chỗ của thằng cha huấn luyện viên trưởng trong cái phòng thể thao này thì mình cũng sẽ bỏ cái món đồ đó ra và thay thế bằng cái một cái Charcoal, và như vậy cũng sẽ tăng được sát thương những cái đòn lửa của nó hơn. Dù sao thì huấn luyện viên trợ lý đầu tiên trong cái phòng thể thao này sẽ sử dụng một con Swinub. Con này thì chắc chắn không thể gây khó dễ cho Charlie được rồi, mình sẽ sử dụng cái đòn Flamethrower ở đây và đánh bại con Pokemon đầu tiên. Ok, nhưng mà dù sao thì mình sẽ tranh thủ khoảng thời gian này để giải thích sơ qua về cái tên Charlie. Con này tên là Charizard, cái tên Charlie, bốn cái chữ cái đầu khá là giống nhau phải không, rồi chỉ đơn giản như vậy thôi. Thật sự là chỉ đơn giản như vậy thôi, mình không có ý nghĩa sâu xa gì về cái tên này cả, mình chỉ thấy như vậy khá là thân thiện và cũng khá là hay. Vừa nãy thì cái đòn Inferno của mình cũng đã hụt, trời đất ơi, cái đó chính là mình cái mà mình lo lắng khi mà sử dụng cái đòn này. Sức cái độ chính xác của nó chỉ có 50 thôi, mặc dù sức sát thương rất là cao, nhưng mà độ chính xác như vậy thì cũng không có thể giúp ích được nhiều trong một số trường hợp, cho nên cũng khá là tệ. Đáng lẽ là hồi nãy mình nên kiếm cách nào đó để mua một cái đòn Fire Blast. Mình thề là mình đã gặp cái đòn Fire Blast ở đâu đó xung quanh cái khu vực này rồi, chỉ là không có nhớ chỗ nào thôi. Có thể là bình thường nếu mà trong một phòng thể thao thì khi mà mình đến được cái chỗ huấn luyện viên trưởng thì mình cũng sẽ quay ra để hội PP cũng như là hội máu cho đội hình của mình phải không? Thì mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian đó sắp tới thì mình cũng sẽ kiếm luôn cái đòn cái TM Fire Blast trong một cái shop ở chỗ nào đó và dạy cho con Charlie đây, và hy vọng rằng cái điều đó cũng sẽ giúp ích được mình khi mà đối đầu với huấn luyện viên trưởng này. Và như các bạn cũng đã thấy trong cái phần đang cày thì chúng ta cũng đã bỏ ra Buggy, mình cũng đã bỏ Buggy vào trong hộp, bởi vì mình cảm thấy là Pokemon hệ cỏ thì chắc chắn là sẽ không có giúp ích được gì trong cái phòng thể thao hệ băng rồi, và không chừng nó lại là bù nhìn chết oan nữa cho rất là tệ. Thay vì vậy thì mình cũng sẽ dành cái slot đó cho một con Pokemon khác. Thật sự là nếu mà mình không bắt được Charlie ở đây thì mình nghĩ là mình cũng sẽ rút Bác Giới hoặc là Lumiere ra để đối phó với ông huấn luyện viên trưởng này thôi, vì mình cảm thấy rằng một con Jamie thôi thì không có đủ. Mặc dù là con Jamie bây giờ cái level của nó cũng đã lên được khoảng 60 rồi, thật ra là đội hình của mình vào khoảng 60 hay 61 hết rồi, và con Jamie ở đây thì nó cũng đã học thêm được một đòn mới, quên hai đòn mới là Extreme Speed và Level Bloom. Nhưng mà mình nghĩ rằng chỉ có một con hệ lửa là không đủ, cho nên mình vẫn sẽ phải có một con khác để phòng trường hợp xấu nhất là con Jamie phải chết. Chắc chắn là mình không có mong cái việc đó xảy ra, nhưng mà cẩn tắc vô ấy nấy. Dù sao thì trước khi đối phó với huấn luyện viên trợ lý thứ hai, mình sẽ hồi máu cho đội hình của mình một tí xíu. Hyper Potion cho Charlie ở đây và một cái Super Potion cho Tadakatsu luôn chứ hả. Trong cái phần đang gầy thì mình còn bắt được thêm hai con Pokemon khác nữa là Al Pacino, một con Minchino, và con John là con Skarmory. Hiện tại thì có thể là trong tương lai nếu mà RKO của mình có mạnh hệ gì á, dạng như là nó mất luôn cái đòn Fly á, thì mình nghĩ là mình cũng sẽ rút ra một con John hoặc là hai là ông nội, hay nói chung là mình có một vài sự lựa chọn cho một con hệ bay. Còn
Tadakatsu bây giờ thì lúc ở trong cái lúc đang cài thì mình cũng đã cân nhắc dạy cho nó cái đòn sợp là cái đòn lướt sóng rồi để vượt qua mấy cái hộ đó. Nhưng mà sau đó mình nghĩ lại thì cái này cũng có thể đi vòng qua được, cái chỗ hộ đó cũng có thể đi vòng qua được, cho nên cái đòn lướt sóng cũng không có cần thiết lắm. Và thật sự là đến bây giờ mình vẫn sợ là nếu mà mình dạy cái đòn lướt sóng cho nó thì trong video này hoặc là video tiếp theo nó sẽ chết, và như vậy thì mình sẽ phải xóa đi cái đòn đó, và mình không có muốn xóa đi, bởi vì như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải kiếm một con khác để dạy cái đòn đó, và như vậy thì cũng đồng nghĩa là phải bỏ đi một thành viên chính trong đội hình một của mình. Và như vậy thì thật sự là không có hay ho tí nào, cho nên là mình cũng hơi sợ. Nói chung là cứ để thêm một hoặc hai video cho Tadakatsu như vậy đã, rồi có gì tính sau. Như sao thì sau một hai lượt thì con Nel ở đây của mình cũng đã hạ gục được con Dewgong. Tiếp theo sẽ là Lapras. Con này cũng tương tự như con Dewgong hồi nãy phải không, hệ nước và hệ băng, cho nên đòn discharge của mình cũng có thể gây được khá sát thương. Thật sự là càng ngày mình càng thấy Neller có vẻ hơi lập tí, bởi vì nó thiên về sức tấn công vật lý mà mình cứ phải sử dụng những cái đòn phép thuật hoài. Có thể là mình sẽ có cơ hội sử dụng được hai đòn Fire Fang và Crunch ở đây á, nhưng mà phần lớn thời gian thì mình chỉ sử dụng con này để đối phó với những con Pokemon hệ nước thôi. Và cái này còn quan trọng, cái này còn thể hiện rõ hơn nữa khi mà Bucky bây giờ mình cũng đã bỏ vào hộp rồi, và như vậy thì chỉ còn có thể sử dụng Neller khi mà mình gặp những con Pokemon hệ nước mà thôi. Và giả như mà con Neller này có chuyện gì đi nữa, nếu mà xui xẻo hay sao đó nó chết đi, thì thật sự là mình cũng sẽ phải xóa đi cái đòn discharge này, bởi vì hiện tại thì đòn này sẽ là quan trọng nhất. Và như vậy thì chắc chắn là mình sẽ không thể đối phó với những con Pokemon hệ nước trong tương lai nữa, và như vậy cũng sẽ rất là tệ. Có thể là cái lúc đó nếu mà cái trường hợp đó xảy ra thì Neller cũng sẽ phải chui vào hộp một lần nữa. Nhưng mà hãy cầu mong là việc đó sẽ xảy ra trễ một tí để cho mình có thể bắt được thêm một Pokemon hệ điện khác. Dù sao thì con Pokemon tiếp theo mà con nhỏ huấn luyện viên trợ lý này sử dụng sẽ là một con Jinx. Con này hình như là con cuối cùng về form to. Từ từ để xem đó. Sau con này thì còn có thêm con nữa chị đã kia. Nhưng mà dù sao thì cũng không quan trọng lắm. Mình sẽ sử dụng cái đòn Flamethrower ở đây để xem coi là con Jinx này như thế nào. Đáng lẽ là mình cũng nên có thêm một con Pokemon công vật lý, nhưng mà sử dụng cái đòn phép thuật của anh đòn với võ sĩ nào đó trong trường hợp là con Charlie hoặc là con Jamie phải gặp một con có cả hệ nước lẫn hệ băng và chết luôn. Nhưng mà bây giờ thì mình không có con nào trong cái đội hình của mình cũng có thể học được những cái đòn hệ võ sĩ cả. Và mặc dù không, thật ra là có Tadakatsu ở đây nè, nhưng mà mình không có những cái TM có thể cái TM đòn võ sĩ để dạy cho nó, cho nên xét ra thì cũng không có giúp ích được gì. Dù sao thì đối với con Slowbro ở đây mình vẫn sẽ sử dụng con Neller chắc cũng được chứ hả? Con Slowbro có hệ siêu linh to. Sao cũng được, mình sẽ sử dụng lại cái đòn discharge và hy vọng rằng nó có thể hạ gục được con Slowbro ở đây ngay ở lượt đầu tiên. Ok, thêm một lần discharge ở đây nữa. Và con Slowbro level 54 ở đây sẽ chết ngay ở lượt đầu tiên. Tuyệt vời. Và Neller ở đây cũng sẽ... thật ra mình mong đợi là Neller có thể lên được một nửa cây level của 62, nhưng mà rất sự sẽ là không được như vậy. Dù sao thì để hồi máu cho đội hình của mình một xíu xíu, một cái Super Potion cho Neller ở đây và... Chắc như vậy thôi được rồi chứ hả? Ok. Và đây sẽ là huấn luyện viên trợ lý thứ 3. Thật sự là mình thích cái phòng thể thao này hơn, có vẻ như nó không có mang cái tính chất giải đố lắm, và như vậy thì chúng ta cũng có thể dễ dàng đến được cái hệ chỗ thằng cha huấn luyện viên trưởng hơn là những cái phòng thể thao khác. Vậy như hồi đó mình nhớ là trong cái bản bản Ruby hay sao đó là có một cái phòng thể thao mà có để mấy cục tuyết, và như vậy cũng sẽ rất là khó qua. Nói chung là mình nhớ hồi đó mình phải bỏ ra khoảng 15 phút, rồi sau đó cũng không làm không được và phải lên mạng xem coi người ta giải như thế nào. Trong những cái game sau này thì mình cảm thấy là cái Pokemon nó bớt đánh đố người chơi hơn nha. Nhưng mà nói chung là như vậy thì cũng có vẻ là khinh thường người chơi một tí, nhưng mà mình nghĩ như vậy thì cũng tốt hơn chứ hả? Bởi vì chơi game Pokemon chủ yếu là người ta bắt Pokemon và sử dụng tụi nó để phô diễn sức mạnh thôi, chứ không phải là giải đấu nhiều. Nhưng mà dù sao thì con Pokemon tiếp theo ở đây sẽ là Weavile, và cũng tương tự như những con Pokemon hồi nãy mình sẽ sử dụng một cái đòn Flamethrower và hạ gục. Ok, không sao. Một đòn Flamethrower một lần nữa. Cái gì vậy? Ủa hồi nãy còn... hồi nãy mình tưởng là đòn Flamethrower đánh sau. Vậy là hai lần hụt luôn hả? Khoan từ để thêm một lần nữa coi cái chuyện gì vừa mới xảy ra. Rồi con Weavile ở đây sẽ sử dụng một cái đòn Dark Pulse. Và con Charlie của mình, đừng có nói là nãy giờ nó flinch 3 lần nha. Trời đất ơi.
Mình sẽ cố gắng thử thêm một lần nữa và hy vọng rằng lượt này thì con Weavile, cái đoạn Dark Pulse của con Weavile cũng sẽ không gây critical hit và con Charlie của mình cũng sẽ đánh trúng. Phải mất tới lượt thứ tư thì chúng ta mới có thể hạ gục được con Pokemon này thật là tệ. Và nó cũng không hạ gục được nó nữa chứ. Chỉ đến kia ơi còn... sao cũng được chứ sao gì, nếu mà mình sử dụng tiếp Charlie ở trong lượt tiếp theo thì chắc chắn nó cũng sẽ chết. Cho nên là mình sẽ đổi ra một Pokemon khác cho Jamie thử coi. Thiệt luôn hả? Trời đất ơi, bị flinch chết 4-3 lần liên tiếp. Không có tin được, má. Giờ sao thì Weavile ở đây lại tiếp tục sử dụng một cái đòn Dark Pulse nữa và... và vừa rồi thì nó cũng có được một cái critical hit. Đây là khủng khiếp. Nhưng mà như sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng một cái đòn Extreme Speed. Nói chung là mình cũng có thể sử dụng cái đòn kia, nhưng mà mình không có muốn là con Jamie mất thêm tí máu nào nữa. Cho nên là... cẩn thận với nãy. Còn một con cuối cùng của thằng cha này sẽ là một con Sneasel. Ok. Bây giờ nghĩ lại thì nếu mà tung ra Sneasel, mình vẫn có thể tung ra lại con Charlie để sử dụng những cái đòn lửa của nó. Và bởi vì Sneasel là cấp tiền tiến hóa của Weavile, cho nên không thể nào tốc độ có thể cao bằng như vậy được chứ hả? Cũng không biết nữa. Dù sao thì sau khi trận đánh này chắc chắn việc đầu tiên phải làm là hồi máu cho đội hình của mình tí đã. Một cái Hyper Potion cho Charlie và mình nghĩ là chắc mình cũng sẽ hồi máu cho Jamie đây luôn, tại sao không nhớ. Ok. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng tiếp tục. Mình nghĩ là mình nên đi qua bên phải phải không? Rồi sau đó đi lên trên đây. Và ở đây, rồi ở đây. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ đến được huấn luyện viên trợ lý thứ tư. Ok. Đầu tiên là một con Vanillite. Xin lỗi. Con này cũng không có gì gọi là mạnh mẽ cả. Mình sẽ sử dụng một đòn Flamethrower ở đây. Mình chắc chắn là con nhỏ này, hai trong ba con Pokemon cuối cùng của nó sẽ là cấp 2 và cấp 3 của con cây kem nãy đây. Nhưng mà cứ phải xem đã. Như vậy thì nó sẽ tiếp tục sử dụng một con Cilio. Con này thì mình sẽ tung Nailer ra. Bởi bây giờ nếu mà trong phòng thể thao này mình gặp bất kỳ con Pokemon nào hệ băng và hệ nước thì mình chỉ có thể phụ thuộc vào Nailer mà thôi. Hơi tệ nhưng mà mình không còn cách nào khác cả, bởi vì như mình đã nói hồi nãy chỉ có mình nó là có đoạn hệ điện. Không, thật ra gì cũng có đoạn charge beam nữa, nhưng mà hiển nhiên là một combo hệ rồng thì không nên sử dụng trong một cái phòng thể thao hệ băng, bởi vì chỉ cần dính một tí xíu đoạn dễ như icy win thôi, một cái đoạn rất là yếu của hệ băng thì không chừng gì cũng sẽ chết luôn. Cho nên không còn cách nào khác là mình sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào Nailer nếu mà những cái trường hợp đó xảy ra. Khá là tệ, trời đất ơi. Vì sao thì hồi nãy mình cũng đã đoán sai, con nhỏ này sẽ không sử dụng cấp 2 và cấp 3 của con Vanillite mà sử dụng liên tiếp hai con Cilio và Walrein. Mình nghĩ là cấp con Pokemon cuối cùng của con nhỏ này sẽ là cấp 2 và cấp 3 của con cây kim đó, nhưng mà hãy chờ xem coi là mình có đoán đúng hay không. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng đã hạ gục được con sư tử biển này và con Pokemon cuối cùng của nó sẽ là Jinx. Ok, mình không có đoán đúng con Pokemon nào cả, thật là tệ. Nhưng mà như sao thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái đòn Crunch, bởi vì con Jinx cũng có hệ siêu linh ở trỏng và như vậy thì chúng ta cũng sẽ hạ gục được nó ngay ở lượt đầu tiên. Cái này là hiển nhiên rồi, bởi vì công vật lý của Nela rất là mạnh và cái đòn Crunch là hệ bóng tối nữa, cho nên nó cũng sẽ được tăng sát thương. Sau này thì Nela cũng đã lên được level 63 và ở đây thì nó có thể học được đòn Wild Charge nữa. Cái này hình như mình chưa nói đến trong cái phần luật phải không ta? Mình có nên dạy cái này không? Trời đất ơi. Mình nghĩ là mình không có muốn chơi sai luật, cho nên mình cũng sẽ bỏ đòn Wild Charge ở đây luôn. Trời đất ơi. Bởi vì trước đó là mình cũng đã dạy cho nó rồi, cho nên nếu mà sử dụng lại thì cũng sẽ rất là tệ, cũng sẽ rất là kỳ cục. Cho nên là rất là đáng tiếc, nhưng mà chúng ta cũng sẽ phải bỏ nó đi. Trời đất ơi. No. Yes. Dù sao thì chúng ta cũng đã hạ gục được huấn luyện viên trợ lý thứ tư và ngay sau đây mình cũng sẽ hồi máu cho đội hình của mình một lần nữa bằng một cái Super Potion cho Nailer. Và như vậy cho nó cũng là đủ chứ hả? Ok. Và ở đây thì mình thấy cái nút là ở góc bên phải và ở dưới kia, cho nên chúng ta cũng sẽ phải cùng tới đó bằng một cách nào đó. Từ từ. Rồi, quay trở lại chỗ cũ mẹ kiếp. Lên đây, qua đây, lên đây và qua đây cái nữa. Hình như là mình đang đi đúng đường phải không? Đi xuống cái đây cơ.
đi xa rồi mẹ kiếp. Từ từ, mình rút lại câu hồi nãy khi mà mình nói là game Pokemon sau này cũng đã bớt đánh đố người chơi đi, nó vẫn còn giữ cái tính đánh đố đó. Chỉ để ghi ai, để xem coi như thế này rồi đi qua đây. Không được, đi lên đây, đi qua đây. Không được luôn hóa cái gì vậy. Từ từ. Rồi quay lại chỗ cũ hết. Hết đường rồi mà ta, trời đất ơi, gì vậy? Từ từ, đi qua đây. Đi qua đây. Và đi lên đây. Bây giờ thì mình sẽ chọn. Tôi thấy được rồi, má phải đi như thế này. Trời đất ơi, nãy giờ không có thấy. Ok, bây giờ thì tiếp theo chúng ta cũng sẽ cùng đi qua đây để cái này nó chuyển mình xuống dưới này. Và sau đó thì chúng ta cũng sẽ chạm vô được cái nút để nó quay lên trên đây. Và bây giờ thì mình cũng sẽ cùng đi lại cái hướng này và để nó ném mình qua ở phía bên đây. Tuyệt vời, quá hồi nãy sao không thấy được cái đường đó ta. Dù sao thì đây là huấn luyện viên trợ lý thứ năm. Hình như là trong cái phòng tiếp theo này có tới 10 đứa lận. Trời đất ơi, nãy giờ đi khắp bên nơi mà chỉ được có nhiêu đó. Mình vẫn sẽ sử dụng Charlie trong trường hợp này. Tại sao không? Mình muốn là Charlie có thể lên được level 62 hoặc là 63 trước khi chúng ta đối mặt với huấn luyện viên trưởng. Cho nên là mình cũng sẽ phải tranh thủ tất cả mọi cơ hội để giết cái tụi Pokemon trong này. Dù sao thì đầu tiên sẽ làm con Frostlass. Con này là hệ ma và hệ lửa không nhá, cũng không có ảnh hưởng gì cả. Mình sẽ tiếp tục sử dụng một đòn Flamethrower ở đây. Và chúng ta cũng sẽ hạ gục được con. Ôi trời đất ơi. Ôi trời đất ơi, mẹ kia. Hồi nãy mình cứ tưởng là con Charizard của mình cũng sẽ chết, thiệt là dài. Nói chung là không biết tại sao mình cứ có cái cảm giác bất an cho con Charlie này á, giống như là gọi là linh cảm không lành như vậy á. Thiệt là tại. Dù sao thì tiếp theo sẽ là Ivoma Snow. Và con này thì là hệ cây và hệ băng ở, cho nên đòn Flamethrower của mình cũng sẽ gây được sát thương nhân 4. Và chúng ta cũng có thể dễ dàng đánh bại được con khỉ này. Và như vậy thì Charlie cũng có thể lên được level 59, không chừng là một nửa của level 59 luôn á. Không được tới 1/4 nữa. Tiếp theo sẽ là Cryogonal, mà con mà mình cũng đã có sở hữu trong hộp. Con này thì cũng chỉ có hệ băng thôi, cho nên chúng ta cũng sẽ cùng áp dụng cái phương án cũ là Flamethrower. Đòn Confuse Ray. Ôi trời ơi, con này nhanh vậy ta. Má, mình biết là con Charlie không phải là một con Pokemon có chỉ số tốc độ cao, nhưng mà nó cũng thuộc hàng có thể chấp nhận được chứ. Ôi trời ơi, đừng. Em xin lỗi. Thật là may mắn khi mà vừa rồi Charlie. Trời đất ơi, vừa rồi thì Charlie cũng đã tự đánh chết bản thân và nó cũng nó chỉ còn có 6 máu thôi. Nhưng mà tại mình sẽ tung Jamie ra trong trường hợp này. Một đòn Confuse Ray thôi mà cũng khiếp vãi. Vì sao thì cái đòn đầu tiên mà. Ok, mình hết hồn. Hồi nãy mình tưởng là nó sử dụng luôn cái đòn Solar Beam với con Jamie của mình ngay lượt đầu tiên. Nhưng mà thật ra cũng không có ảnh hưởng gì đâu hả? Bởi vì cái đòn Solar Beam là hệ cỏ và cũng sẽ không gây ảnh hưởng, không gây quá nhiều sát thương với Jamie ở đây. Nhưng mà sao cũng được, bây giờ thì mình sẽ nhận một tí sát thương từ cái đòn hồi nãy. Và một đòn Fire Fang của Jamie cũng sẽ là đủ để hạ gục được con bom cuối cùng của con nhỏ huấn luyện viên trợ lý này. Và thật sự là hồi nãy rất là may mắn khi mà con Charlie của mình không phải chết. Ôi trời ơi, như sao thì hồi máu đi đã. Một cái Hyper Potion cho Charlie đây. Và một cái Super Potion cho Jamie luôn. Nhưng mà nghĩ lại thì mình giờ không cần phải sử dụng Super Potion nữa. Máu của nó vẫn còn rất là nhiều. Như sao thì để xem coi. Cái gì? Rồi bây giờ nếu mà mình đi lên đây và quay qua đây thì nó sẽ tới đây. Ok. Tại sao lại có cái cầu thang ở dưới nữa vậy? Mình muốn đi xuống đây xem coi là mình sẽ gặp gì. Cái này hình như là đường ra. Phải không ta? Đúng rồi, cái này là đường ra hóa hết hồn rồi. Trời ơi, xém tí nữa là phải đi lại nguyên quãng đường dài, thiệt là dài. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ cùng bắt đầu lại ha. Đi qua mũi tên này, sau đó xoay qua đây. Và sau đó đi qua đây, đi lên cái mũi tên này một lần nữa và để nó xoay qua đây. Và như vậy thì chúng ta cũng sẽ đến được huấn luyện viên trợ lý thứ sáu hả? Con này, thằng này là thứ sáu không? Đấy cơ ơi, nếu mà đây là phòng thể thao thứ bảy thì chắc cũng sẽ là có tới 8 đứa huấn luyện viên trợ lý lận. Như sao thì con Pokemon đầu tiên nó sử dụng là Delibird. Con này thì không có ảnh hưởng gì cả, một đầu Flamethrower cũng là đủ rồi. Tại sao con Charlie của mình chậm vậy ta? Trời đất ơi,
À, vậy có còn Blizzard hồi nãy nếu mà nó critical hit thì chắc chắn là con Charizard của mình cũng sẽ chết. Thật là tài. Glaceon, Glaceon. Mình nhớ là Glaceon khá là chậm. Oh, cầu mong là mình nhớ đúng. Ôi ôi ôi, ok, được rồi. Hai con như vậy là còn một con Pokemon thôi phải không ta? Charlie ở đây cũng sẽ lên được level 60 và không học được đòn nào hết. Tiếp theo sẽ là Clarly, con này thì mình nhớ cũng là rất chậm vậy nè. Và chúng ta cũng sẽ đánh liền và sử dụng một đòn flamethrower ở đây nữa. Tuyệt vời. Sau khi hạ gục được con này thì trời đất ơi, đừng được rồi, nó chậm thì cái đó là mình đoán đúng, nhưng mà mình không có ngờ là nó đồ tới mức đó. Ôi trời đất ơi, thiệt luôn hả? Mà dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ sử dụng một đòn Fire Fang và kết thúc con Clarly này trước khi mà mình sẽ phải lục lại trong cái đống TM của mình là xem coi có một đòn nào thích hợp để dạy cho con Charlie hay không. Ôi thậm chí còn không, còn chưa đến được cái chỗ huấn luyện viên trưởng nữa. Dù sao thì để xem coi có đòn nào hệ lửa mà hay ho không. Ô, mình kiếm được đòn Fire Blast rồi. Cái này mình không có nhớ, trời đất ơi. Ok, có lẽ là mình đã mua trước khi mà mình thực hiện cái phần đang cày. Nhưng mà dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ xóa đi cái đòn quan trọng nhất của Charlie trong thời điểm này là Flamethrower để thay thế đòn Fire Blast. Tuyệt vời. Và tiện đó thì mình cũng sẽ sử dụng một cái Max Revive để hồi sinh cho nó luôn. Đáng lẽ là mình nên chờ xem coi cái đứa tiếp theo mà mình gặp sẽ là huấn luyện viên trưởng hay là một huấn luyện viên trợ lý khác. Nhưng mà lỡ rồi. Dù sao thì ở đây chúng ta cũng sẽ ấn cái nút này để cái này nó xoay quanh đây. Và như vậy thì mình cũng có thể đến được. Không đến được đâu hết hả? Khoan, từ từ, mình phải đi như thế này không? Như vậy thì chúng ta cũng sẽ đến được cái chỗ này. Và ở đây thì mình cũng sẽ gặp được luôn. Đáng lẽ là hồi nãy không nên sử dụng cái Max Revive. Nhưng mà dù sao thì như mình nói hồi nãy, bây giờ mình sẽ cùng quay ra ngoài và hồi máu cũng như là hồi PP cho đội hình của mình trước khi mà mình đối mặt với huấn luyện viên trưởng. Và để tiết kiệm thời gian cho các bạn thì mình cũng sẽ tua qua nguyên đoạn này luôn. Mình sẽ trở lại ngay sau đây. Và mình đã trở lại, bây giờ thì như nãy mình nói, trước khi mà mình đối mặt với huấn luyện viên trưởng ở đây thì mình cũng sẽ thay thế cái món đồ mà con Charlie cầm một tí xíu. Mình sẽ lấy ra cái Lucky F và thay thế bằng một cái charcoal ở đâu đó quanh đây nè. Từ để xếp lại cho dễ kiếm. Ở đây nè. Ok, và swap một cái. Jamie cũng không có cái charcoal luôn hả? Ủa, mình nhớ là mình có cho con Jamie cầm mà ta. Ok, sao cũng được. Ở đây thì mình cũng sẽ cho nó cầm thêm một cái charcoal nữa. Và như vậy thì mình nghĩ như vậy cũng là đủ rồi chứ hả? Đúng rồi, quá trời xém nữa mình quên. Bởi vì hồn thể thao trước là chúng ta sẽ có một trận đấu 3 cho nên mình cũng sẽ phải sắp xếp đội hình một tí xíu. Mình sẽ cho hai con Pokemon hệ lửa lên đầu tiên, cái này là hiển nhiên rồi ha. Và con Pokemon còn lại thì mình không thể xài Z được bởi vì nó là Pokemon hệ rồng. Mình cũng không thể xài RKO bởi vì nó có hệ đá và hệ bay. Cho nên chỉ còn Tadakatsu và Nela thôi. Mình nghĩ là mình sẽ tung Nela ra trong thay thế cho Tadakatsu. Bởi vì mình cũng sẽ cần phải đối mặt với những con của mình hệ nước. Và mình sẽ để Nela ở giữa, như vậy thì nó cũng sẽ giúp ích được mình hơn nhiều so với khi mà nó đứng ở chỗ thứ ba. Thực ra thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cùng có một trận đấu với Bryson là huấn luyện viên trưởng của người hệ băng. Và hãy mong rằng mình sẽ gặp may mắn trong trận đấu này. Ở đây thì nó chỉ là một trận đấu đôi thôi chứ không phải trận đấu ba. Ok, đáng lẽ là hồi nãy nên để Nela ở vị trí thứ ba rồi mẹ kiếp. Ôi. Ok, như sao thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái đòn Inferno và đòn này chỉ có áp dụng được cho một con thôi hả? Mình tưởng đòn này sẽ dính hết luôn chứ hả? Ôi trời đất ơi. Như sao thì một đòn Fire Blast đối với con Ebonair Snow chắc là đủ chưa hả? Còn Nela thì sẽ sử dụng một đòn khoan, từ từ, đổi lại. Mình sẽ sử dụng một đòn Fire Blast với Glaceon. Nela sẽ sử dụng một đòn Fire Fang với Abomas Snow. Bởi vì Abomas Snow sẽ nhận sát thương nhân 4 từ những cái đòn hệ lửa, cho nên mình cũng có thể giúp cũng có thể gây được sát khá sát thương cho nó từ cái đòn Fire Fang của Nela. Dù sao thì hồi nãy Bryson cũng đã rút Glaceon và thay thế bằng con Beartic ở đây. Và cái này cũng không có ảnh hưởng gì nữa. Trời đất ơi, nó vẫn còn sống. Cái đòn Fire Blast của mình yếu vậy ta, chó chết trời đất ơi.
Ok, dù sao thì sau khi hạ gục được con Ebon Snow thì Charlie cũng không có lên được level 61 nữa. Mình tưởng là kinh nghiệm của nó nhận được cũng rất là nhiều, nhưng mà rõ ràng không phải như vậy. Ok, thử lại một đòn Fire Blast với con Batic ở đây, và Nelda sẽ sử dụng một đòn Crunch với con Frostlance, bởi vì con này cũng có hệ ma cho nên mình cũng có thể gây được khá sát thương. Bryson sẽ sử dụng một cái Hyper Potion cho con Batic, và Nelda sẽ sử dụng một đòn Crunch. Ồ, cái gì vậy? Ok, con Frostlance đã tấn công trước. Oh, fuck. Rồi xong. À, hồi nãy thì con Charlie của mình cũng đã sống qua cái đoạn Thunderbolt đó rồi, nhưng mà bây giờ thì mình mới nhớ là trong cái phòng thể thao này còn có cái hiệu ứng tuyết rơi đang xảy ra nữa, cho nên là sau lượt này thì nó cũng sẽ chết rất là tệ. Quá thiệt luôn hả? Và ok, dù sao thì Charlie cũng đã chết, và bây giờ điều đó cũng đồng nghĩa việc là mình cũng sẽ phải chuyển qua Jamie ở đây. Mình hy vọng là Jamie với level 61 thì cũng có thể giết được một vài con. À, Jamie chết thì có thể chấp nhận được đó, nhưng mà ít nhất là cũng phải giết được 3 hay 4 con nữa. Thật ra nếu mà giết được 4 con thì chúng ta cũng đã thắng rồi, nhưng mà dù sao thì mình sẽ xài một đòn Extreme Speed. Làm sao ta? Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng một đòn Fire Fang với Glaceon ở đây. Không, đổi lại. Mình sẽ sử dụng một đòn Extreme Speed với con Batic. Nói chung giết nó chứ gì hả? Rồi còn Nela sẽ sử dụng một đòn Fire Fang với Glaceon. Ok. Và hồi nãy thì Bryson cũng đã không sử dụng tiếp một cái Hyper Potion nữa, cho nên cũng khá là may mắn. Nhưng sao thì ở đây Jamie cũng đã hạ gục được con gấu và... Ủa? Cái gì? Ủa? Con Glaceon nhanh hơn Nela hả? Ôi trời đất ơi. Dù sao thì ở đây Nela của mình cũng sẽ sử dụng một đồ Fire Fang, và mình cầu mong là nó có thể... Không có được. Ok, chúng ta sẽ phải chờ đến lượt tiếp theo, và mình nghĩ là Jamie trong trường hợp này cũng sẽ chết luôn, bởi vì chắc chắn là Glaceon sẽ tấn công... Không, nếu mà mình sử dụng một đòn Extreme Speed thì mình cũng có thể hạ gục được con Glaceon trước khi nó kịp làm gì, phải không? Nhưng mà bây giờ nếu mà đòn Extreme Speed của mình không đủ mạnh á, thì thật sự là Jamie cũng sẽ chết. Biết sao, mình sẽ chơi an toàn trong trường hợp này. Mình sẽ sử dụng một cái Super Potion. Không, mình sẽ sử dụng một cái Hyper Potion để hồi máu cho Jamie ở đây. Đáng lẽ là hồi nãy trong cái shop mình nên mua thêm một cái đống Max Revive nữa. Bây giờ nghĩ lại thì quá buộc rồi. Nhưng vì sao thì đây chúng ta cũng sẽ cùng sử dụng một lần Fire Fang nữa với Glaceon và kết thúc con sóc này luôn. Ok, đầu tiên là Hyper Potion cho Jamie. Và sau đó thì... Ok, Glaceon sẽ tiếp tục sử dụng cái đòn Earth Power với con này. Và máu của nó cũng sẽ bị giật xuống còn một nửa rồi, cái này hiển nhiên hả? Tiếp theo... Cái con Vanilluxe này có... Cái con Vanilluxe này nhanh như vậy! Trời đất ơi! À. Rồi rồi, cầu mong là cái hiệu ứng trời tuyết nó không đủ mạnh để giết luôn cả Nela và Jamie. Ôi, vẫn còn sống, hai đứa vẫn còn sống, lại chạy lại Phật. Ok, bây giờ thì mình không còn phương án nào khác ngoài việc phải sử dụng hai cái Hyper Potion để hồi máu cho cả hai đứa. Đại khoan, từ từ, mình vừa mới đọc thấy cái gì đó. Hyper Potion chỉ hồi được có 200 máu thôi phải không? Mình sẽ sử dụng luôn Max Potion, quên đâu phải. Mình sẽ sử dụng đúng Max Potion cho Jamie ở đây để hồi đầy máu cho nó. Còn Nela thì chỉ cần một cái Hyper Potion thôi là đủ rồi chứ hả? Ok, và mình hy vọng là sau cái lượt này chúng ta cũng có thể dễ dàng mà đánh bại hai con Vanilluxe cũng như là Cryogonal ở đây. Chứ nếu không là mình sẽ phải chuyển qua sử dụng những con như là Tadakasu hay là Akio. Và thật sự là mình không có muốn điều đó xảy ra tí nào, như vậy thì tụi nó cũng rất là dễ chết. Nhưng mà để xem đã. Dù sao thì ở đây hai con của mình cũng đã được hồi đầy máu. Và hãy xem coi là con Vanilluxe cũng giống như là Cryogonal có thể làm gì. Đầu tiên là một đòn Blizzard. Ok, máu cũng rút được tí xíu đó. Tiếp theo thì Vanilluxe cũng sẽ sử dụng thêm một đòn Blizzard nữa. Okay. What? Ok, Nela không thể chịu được hai đòn Blizzard cùng một lúc cho nên cũng khá là tệ. Ôi trời đất ơi. Bây giờ thì mình phải lựa chọn rồi. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng RKO trong trường hợp này, bởi vì như mình đã nói hồi nãy, dù rất là liều nhưng mà mình vẫn tin rằng cái tốc độ của RKO có thể làm nên chuyện trong cái trường hợp này, cho nên cứ phải thử đã. Dù sao thì chơi an toàn với Jamie như hồi nãy, mình sẽ hồi đầy máu cho nó cái đã, đợi gì tính sau. Còn RKO thì
mình có nên sử dụng rock slide không ta, hay là fly ta? Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng rock slide trong trường hợp này nhé. Tại sao không, một cái đồng rock slide cho cả hai con Cryogonal cũng như là Vanilluxe. Phải hồi máu cho Jamie trước đã. Ok, bây giờ sẽ là rock slide và mình cầu mong là cả hai đứa này đều sẽ bị flinch. What, không, đừng. Tại sao không thể hạ gục được luôn con Cryogonal ơi, trời đất ơi. Ok, ở đây thì được ăn cả ngã về không, AKO của mình cũng sẽ chết. Ôi trời đất ơi, đáng lẽ hồi nãy nếu mình biết trước điều này thì mình cũng đã sử dụng cái đòn Extreme Speed của Jamie để kết thúc luôn con Cryogonal rồi. Nhưng mà ở đời ai biết được chứ ngờ. Mình chỉ còn Tadakatsu và Z thôi. Chắc chắn mình cũng sẽ tung Tadakatsu ra, bởi vì nó có thể chịu được những cái đòn hệ băng của hai con Pokemon này. Dù sao thì bây giờ thì mình cũng sẽ không cần hồi máu Jamie nữa. Thay vào đó mình sẽ dùng một đòn Extreme Speed với Cryogonal đi ha, yeah, vậy đi. Còn Tadakatsu sẽ dùng một đòn Slash được rồi. Biết sao không? Mình sẽ dùng một đòn Revenge. Không, đừng. Mình sẽ sử dụng một đòn Slash với Vanillax, ok, như vậy đi đã. Và như... con khỉ này sử dụng Protect, mẹ kiếp. Ok, đầu tiên là... Nó có luôn cả đòn Energy Ball hả? Trời đất ơi, Tadakatsu! Hên quá, nó vẫn còn sống cho nó. Và Vanillax cũng sẽ chết. Và ở lần sau thì chúng ta cũng sẽ hạ gục được con Cryogonal thôi. Cái giá mà mình phải trả sau cái trận đấu này cũng khá là đắt, khi mà cái thành viên mới của mình là Charlie cũng đã chết và con AKO lại chết thêm một lần nữa. Và bây giờ thì như mình cũng đã đề cập ở video trước rồi thì mình cũng sẽ phải xóa luôn cái đòn bay của nó, và điều đó cũng đồng nghĩa là chắc mình cũng sẽ phải bỏ nó ra khỏi đội hình luôn, bởi vì mình muốn giữ một con nào đó có thể sử dụng cái đòn bay trong đội hình của mình. Con Z hình như cũng có thể học được đòn đó, và con Charlie cũng có thể học được đòn đó, nhưng mà bởi vì hai con Pokemon này là thiên về sức tấn công phép thuật cho nên mình không có muốn dạy cho tụi nó bất kỳ cái đòn nào công vật lý cả. Cho nên là do trước sau gì thì cũng phải đợi đến video tiếp theo, thì trong cái khoảng thời gian đó mình cũng sẽ có thời gian mà suy nghĩ cái lựa chọn của mình. Ở đây thì chúng ta cũng đã nhận được huy hiệu đóng băng từ Bryson, và cùng với đó sẽ là TM 13 chứ đòn Ice Beam. Ok, TM Ice Beam này hình như là cái đòn, cái TM hệ băng đầu tiên mà mình có trong chuyến hành trình này phải không ta? Mình nhớ là như vậy. Nhưng mà dù sao thì sau khi đến bài The Bryson là huấn luyện viên trưởng của phòng thể thao hệ băng, thì mình nghĩ đây cũng sẽ là lúc thích hợp để chúng ta xem qua câu trả lời cho cái mini. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ gặp được Jaron và Bianca luôn. Ok, trong cái lần gặp gỡ này thì tụi nó than thở về, tụi nó không biết là cái mục tiêu chính trong cái chuyến hành trình này của chúng ta là cái gì. Ở đây thì chúng ta cũng đã thấy được ba thằng ninja của An, và tụi nó cũng đã đề cập đến cái Spiral Tower, cái Dragon Spiral Tower, và đó cũng sẽ là chỗ mà mình cũng sẽ đến trong video tiếp theo. Nhưng mà sau một hồi nói chuyện thì Bryson và Jaron cũng đã bỏ đi, mình nghĩ là hai đứa này cũng sẽ đến cái khu vực đó, còn Bianca thì cũng sẽ đến đó luôn. Ok, nhưng bây giờ thì như hồi nãy mình đã nói, bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng xem qua câu trả lời cho cái mini game ngày hôm nay. Đó là Woody, nhân vật chính trong cái series Toy Story, câu chuyện đồ chơi rất nổi tiếng của Disney và Pixar. Và đó cũng sẽ là tất cả cho video ngày hôm nay của mình. Rất cảm ơn các bạn đã xem, like và subscribe nếu các bạn thấy video này thú vị. Nếu các bạn có ý kiến gì cứ để phần comment dưới, mình sẽ đọc hết. Ngoài ra thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục sau. Mình là YOLO, xin chào.